Em Nguyễn xin chào anh Duyên khách hàng. Hôm nay có về con máy bơm cứu hỏa. Công suất rất là lớn nha mấy anh chị. Đó thì khoảng 4 con ha, 4 con. Thì 4 con này là rất là mới. Nói chung là như có dấu hiệu là như chưa xài, người ta chỉ có để một chỗ là chủ yếu. Tại vì mấy cái bơm cứu hỏa này nói chung là một năm thì cầu mong cho nó đừng có cần phải hoạt động. Đó, đây, nhưng mà thường thì chắc khoảng tầm 2 tuần hay 1 tháng gì chắc cả các công ty người ta cũng sẽ kiểm tra định kỳ. Đó, rồi coi nó như thế nào. Đó, bình hay là gì đó để cho nó máy nó nổ để kiểm tra định kỳ. Rồi ok, chờ mấy anh chị em mình vào đông xíu ha. Em sẽ giới thiệu về cái con bơm cứu hỏa này. Đó, đợt này về mấy con này đẹp quá. Thấy mà ghiền luôn nên thôi em mua luôn về. Đó, giá cũng rất là mềm, rất là tốt nha mấy anh chị. Đó, thì con này công suất của nó rất là lớn. Model của nó là VF53AS ha, của Tohatsu. Tohatsu. Đó. Máy mới tinh luôn nha. Con nào nấy như mới luôn anh. Đã lắm. Tuyệt vời luôn ha. Để phát là nổ thôi. Đó, và mấy con này thì nó là phải chạy 4 thì, xăng 4 thì. Để chào anh Kiên Đồng. Xăng 4 thì và phun xăng điện tử luôn. Đó, đề một cái là nổ và ở đây thì có thêm cái phần giật nữa ha. Đó. Rồi chờ mấy anh chị vào đông xíu em giới thiệu sơ thêm nữa ha. Ô, máy quá đã luôn. Hồi lúc trước cũng định làm một con cho cái hệ thống kho của em ha, chữa cháy trong kho. Thì nay thấy con này quất luôn ha, quất 4 con về. Nãy có sư thầy ở trên chùa Ve Chai trên Đà Lạt là đã chùa Miễn Chay chứ ở trên Đà Lạt. Chùa trên Đà Lạt ship cho thầy một con rồi, còn lại 3 con thì chắc em sẽ lấy một con làm cái hệ thống cứu hỏa. Nhưng mà con này nó uống nước ghê quá là không biết là bây giờ mình chứa cái bồn cỡ biết bao nhiêu ngàn lít mới chịu nổi với nó. Tại vì con này là nó trong vòng 1 phút là nó uống 990 lít, coi như là một phút một khối rồi. Nếu mà chạy ở công sơ ở áp 8 kg ghê gớm thiệt, mới tinh đỏ lối luôn ha, đỏ lối luôn. Rồi em giới thiệu sơ ha, thì là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về máy bơm cứu hỏa, thì có rất là nhiều của Nhật, nhiều anh chị cũng sẽ đã biết và có từng nghe qua ha, Tohatsu. Đó thì con này là hiện tại nó có hai dòng, dòng 2 thì và dòng 4 thì. Thì mấy con này tất cả là dòng 4 thì nha mấy anh chị ha, mới tinh luôn, đẹp lắm. Đây dòng Tohatsu 4 thì. Đó, phun xăng điện tử luôn. Đấy. Ở cái đến nỗi mà cái nhớt của nó là còn nguyên luôn nha mấy anh ha, nhớt chưa còn nguyên luôn. Giống như là máy người ta chưa có xài vậy đó. Đó tại vì cái lô này không biết sao mà nó mới tinh à. Nó tất cả luôn ha, nhớt là còn nguyên luôn, không có chưa có thay chưa có gì hết á. Rồi thì cái con này á, động cơ của nó là 925cc ha, tương đương với công suất là 30 ngựa ha, 30 ngựa nha mấy anh ha. Ở đây thì van hồng ra ha, hồng ra và cái đường ống hút ở đây thì để coi, ống hút này hình như là 75 hay 85 gì em quên rồi ha, hồng hút ở đây đó, 75 hay 85 gì đó. Để em coi lại cho nó kỹ xíu rồi em báo thêm. Rồi ở đây là nó có cái đường ha, đường lọc nước ha, cái lọc nước này để làm mát á, làm cái này nước ra ha, làm mát á. Nó có một cái nó lấy một cái đường nước của bơm hút bơm luôn ha, để nó làm mát cái động cơ luôn nha mấy anh chị ha, rất là hay. Và tự động hút chân không luôn, tức là mình chỉ quăng ống xuống dưới đìa và là nó hút luôn nha ha, chứ không cần mà phải mồi. Nó trời đợi mà cháy mà đi mồi nước cái này là cũng không biết chừng nào mới mồi cho kịp hả. Rồi tiếp theo là bình xăng ha, bình xăng của nó là 10 lít nha anh ha, bình xăng 10 lít và nhớt của nó thì cái độ dung tích của nó là 4 là 2 lít ha, bình nhớt của động cơ là 2 lít và nó sử dụng nhớt là SAE nè, 10W30 hoặc 40 ha, mình xài cái loại nào cũng được nha anh ha, 30 40. Rồi máy 4 thì đó, cực kỳ ngon rồi, ngon lành không cần gì phải nói. Mấy cái này là test hết rồi. Có một cái là bây giờ là ngay ở kho của em thì lại chưa có cái hệ thống để test cho cái này đó, ác chỗ đó. Nhưng mà chắc là để em kiếm một cái bồn để em test kỹ hơn một lần nữa rồi mới ship cho mấy anh chị em ha. Rồi ok, thì cái con này thì giá nó cũng
cao mấy anh, tại vì đời nó quá cao, sản xuất năm nào thì em cũng chưa nắm rõ nữa ha. Nhưng mà để em coi cái model cho mấy anh đây. Hả, thì cái model gì, cái thông số năm coi. Ai sao sao nó nặng gần 100 kg mấy anh. À, nó không có ghi năm sản xuất mấy anh ha, có tem thiết là đầy đủ đây ha. Sản xuất tại Nhật luôn nha. Nihon Sosaki Sosokaki là bơm bừ ha, máy bơm của Nhật Bản ha, máy bơm của hãng Nhật Bản. Nihon là Nhật Bản mà. Đó. VF53 rồi gì nữa ta, không có năm sản xuất nha ha. Này bô rồi. Khởi động thì nó có hai loại ha, này là bình zin của nó luôn nha anh ha, bình sản xuất tại Nhật luôn nha. Cái này thì em theo em nghĩ thì không biết là nó có 5 tháng đã trôi qua nhiều hay chưa, cho nên là theo em thì cái bình này mình nên thay, không cần phải xài đúng cái bình của Nhật gì cả ha. Rồi có ở đây em hướng dẫn sơ luôn. Ở đây là nó có một cái công tắc on off nha, một công tắc on off. Rồi công tắc on off ở đây ha, còn đây là mình chỉnh về tốc độ ha, mạnh yếu rồi đó ha, mạnh máy chạy nhanh chạy yếu ha. Này là dừng nè, này bật lên đây là nó sẽ khởi động và giật, và qua đây là đề ha. Thì hiện tại là máy nó đang hết xăng ha, hết xăng là nó báo tại vì này xăng em cũng chưa đổ vào đó, chứ con này nãy có con nào đề nó nổ luôn không. Đây con này nhưng mà do là không có nước nên là sẽ không cho nổ nhiều. Rồi ok, bật sơ lên cho nó đó, máy đang nổ rất là im mà nó đang hết xăng rồi đó. Ok, chạy im lắm nha anh, nó báo sắp hết xăng rồi, cái máy là chạy im lắm, đề rất là nhạy nổ, đề phát là nổ luôn đó, đề phát là nổ luôn. Không, nhưng mà con này là do là nó nãy mấy bạn chế xăng vô thử để cho máy nổ thôi, chứ thực ra là em mình cần phải có nước nha mà ha, có nước để làm mát động cơ á, tại vì con này làm mát động cơ bằng nước đó. Nó lấy một cái đường đây, nó làm vô máy vô thẳng động cơ luôn, nó một cái có một hai cái cốc lọc ha, hai cốc lọc đó, để nó lọc nước. Máy chạy rất im ha, anh chị em mình yên tâm. Và mấy cái con này á, thì em sẽ bảo hành cho mấy anh chị mình là 3 tháng nha ha, về cứ tép thoải mái đó, trục chặt gì đó thì em bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa ha. Đó. Và cái đường hồng ra ha, đường hồng ra thì nó là đang là chuẩn Nhật nha. Nếu mà anh chị em mình xài chuẩn Việt Nam thì mình thay cái đầu này thôi là xong ha. Còn này là van khóa thì chắc nhiều anh biết rồi đó. Đó, nó nằm ở hướng nào thì cái trái ở hướng nào thì mình quay cái hồng ra hướng đó đó, mình quăng dây rồi mình ấy thôi. Rồi ok, đây model ha mấy anh chị, VF53AS, nào lấy thì nhắn tin cho em đó. Thì con này hiện tại giá của nó đang hơi cứng ha, tầm 42 triệu. Thì anh nào chuyển khoản thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn đó, em đã tính cái chi phí xíu hỗ trợ mấy anh em trong đó. Thì cái con này đó là nó nặng cũng đi việc theo được nha, nặng khoảng 8 mấy, gần 90 kg đó, nhưng mà đi việc theo được. Này chắc em đóng kiện gỗ pallet ha, em ship toàn quốc luôn. Rồi mới tin cực kỳ đã luôn ha. Còn về cách sử dụng thì có hệ thống đường nước, thì hôm nào có em sẽ có làm được cái đó nữa thì em sẽ chơi cái test thử cho mấy anh xem coi nó bắn được, bắn cũng mấy trăm mét đó mấy anh, cả trăm mét chứ xa lắm, mà phải có cái đường nước hệ thống mà cho nó hút mới được. Rồi ok, máy còn cực kỳ đẹp ha, anh nào lấy thì nhắn tin em nha. Rồi quá đẹp. Đâu giùm chị con trẻ củi. Trẻ củi 22 tấm. Đây đây. Đó không xong đi rồi mai. Rồi ok, tiếp theo là rồi sao mấy bạn bỏ tùm lum ta. Máy phát cỏ nè ha, máy cắt cỏ. Rồi đây để em quay từ con cho mấy anh em. Hôm bữa nay về thêm một lô Echo nữa ha, lô Echo mới đẹp luôn. Đây, nhưng mà con này là lại là khác. Con này đó, em gọi nó Echo trắng. Nó gọi nó là Echo trắng ha, model nó là AT221G. Nó thì nó là khoảng công cái bích nòng xi lanh của nó là khoảng 31 ly mà ha, 31 ly. Đó, nói chung là nhỏ gọn y chang con Echo xanh vậy đó ha. Nhỏ gọn y chang luôn ha, cần còn đẹp, mọi thứ còn ok, ngon lành. Đó thì con này với con Echo xanh thì cũng giống nhau hết mà ha, em về nguyên lô giống nhau hết. Nổ hì 4 thì nổ đã lắm anh, kiên đồ ngon lắm. Chủ yếu là mua cho đúng người đúng việc để mình sử dụng thôi.
Em là em ở, dù là nói chung là cái kho của em thì nó cũng chỉ có 500 mét vuông thôi, nhưng mà toàn cái khu này không có cái máy chữa cháy nào hết đó. Em vẫn ước ao có một cái máy chữa cháy. Hôm nay đụng cái lô nó đẹp quá em mua luôn. À, vừa thứ nhất vừa có bán lại mà vừa mà để một con tại kho cho mình. À. Rồi hả? À, ok thì máy máy cắt cỏ Echo ha. Về thêm một ít, nhưng mà đợt cái Echo xanh thì còn có mấy con à. Đợt này nó về con Echo màu trắng này ha, thì em cũng bán đồng giá luôn. Nó bán đồng giá 1,6 triệu, anh nào chuyển khoản thì bao ship luôn. Và đồng thời là tặng một cái lưỡi cắt cỏ mới luôn. À, bữa nay em đi bãi em lượm được mấy cái lưỡi cắt cỏ nó xịn ghê luôn. Ha, lưỡi cắt cỏ của Nhật luôn anh. Ha, em mới vừa đi bãi về ha, thì đụng một lô cắt cỏ này. Ha, thì hôm nay cái lưỡi này nó hơi xịn hơn xíu. Nhìn thì ngon lành ha, có nhiều, rất là nhiều răng. Ha, đường kính 230 nha, lưỡi 230 nha. Nó dành cho máy chuyên 25cc ha. Anh nào lấy thì em có tặng kèm một cái lưỡi mới nè và một cái sợi dây đeo luôn ha, giá vẫn là 1,6 triệu bao ship, mới tinh đẹp lắm ha. Đây mấy con nữa nè, đó Echo, Echo xanh, Echo trắng đó, còn mấy Echo xanh kia thì em cũng còn. À, có tặng thêm bình nhớt nữa nha mấy anh, em có tặng bình nhớt cho mấy anh nữa nha ha, nhớt về. Đây ha, bữa nay không có thanh lý rồi. À, bữa nay vẫn là đồ nguyên à. À, chưa có soạn đồ thanh lý. Rồi ok, cắt cỏ Echo trắng chuyển qua Echo trắng. Echo xanh thì cũng đồng giá, nhưng mà anh nào lấy Echo xanh thì cũng còn 2, 4, 5, 6 con ha. Còn Echo trắng thì có cỡ 20-30 con gì đó. Mấy bạn đang xịt rửa vệ sinh ở đằng trước ha, mấy bạn test nổ hết rồi, về chỉ xài thôi, mình chỉ xài thôi. Ok đó, máy cắt cỏ như thế này đó, quá ngon luôn, hàng Nhật luôn, máy in Japan luôn nha mình. À, thì cái con Echo này nó sản xuất bởi hai nhà máy ha, hai nhà máy là họ đặt gia công của Kaiorik nha, Kaiorik hoặc là Yokoyawa Ujiwara gì đó ha. À, thì hồi nãy em có coi sơ đó, thì mấy con này là ok hết, nổ ngon lành, về anh em mình chỉ xài thôi. À, cái con Echo trắng này nồng hình như là 32 ly á anh. Đó, 32 ly theo em nhớ là vậy đó, 31 32 gì đó. Nói chung cũng nhỏ nhưng mà xài gia đình tầm này là ok lắm rồi anh ha, nhẹ nữa. Dạ. Bữa nay không có gì thanh lý hết anh. À, bữa nay chưa có gì thanh lý nha. Chưa soạn gì hết á. Đó. Đó. Ok rồi, anh nào lấy thì nhắn tin cho em nha. Đó, thì nguyên cái cần nó dài nó liền vậy nè, không vận chuyển thì không có tháo được. Nó chỉ có để nguyên. Chỉ tháo được khúc này thôi. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin em nha, giá 1,6 triệu mà. À, chuyển khoản bao ship, bảo hành 3 tháng nha, trục chặt gì thì em sẽ hỗ trợ đổi cho con khác thoải mái luôn. À, tại vì em về nhiều mà, đợt này về cắt cỏ quá trời luôn. À, mấy con em ra bãi thì em lượm mấy con nào đẹp đẹp á. À, mấy con xấu thì em bỏ qua, mấy con nào đẹp mà ngon lành hết, nổ tốt hết là em lượm về. À, khung mấy con đất không có, mấy bạn đang sắp xếp lại, mới vừa đem vô tại trời đang chuyển mưa, mấy Sài Gòn đang chuyển mưa quá ha. Rồi ok, anh nào lấy thì nhắn tin em ha. Quá xa đã luôn, mấy con mấy cứu quả mà phơi thiệt tuyệt vời. Máy thông cống em hết rồi. À, em hết máy thông cống nha. Máy thông cống thì chắc phải sắp tới họ không biết em có làm nữa hay không thì em chưa biết mà. Tại giá cả giờ cao quá, hàng rồi ray quy hàng bãi nó cao quá. Chừng nào nó rẻ rẻ gì đó em có làm nữa thì em báo cho nha. Rồi, giờ em có đề quơ. Bây giờ vẫn đang chiến đấu và chơi với đề quơ thôi. Tại vì giá thực ra cũng mềm anh ha. Đề quơ là chủ yếu. Một bộ máy giá tính ra có 5 triệu mà nó hai pin mới tinh luôn ha, hai pin rồi, máy khoan này con này là ngang ngửa với con Ryobi luôn nè. Đó thì mà tao bảo hành 3 năm thì mắc gì mình không chơi. Hả? Rồi, còn hàng bãi thì nó cũng rẻ nhưng mà nó có giá cái hàng bãi, hàng mới thì có giá hàng mới. Đó, chế độ hậu mãi bán hàng của hàng mới thì lúc nào nó cũng tốt hơn đồ bãi là chắc chắn rồi. Hả?
Rồi nào lấy nào thì nhắn tin em ha, mài máy cắt hay gì đó máy. Rồi thì nữa ta hút bụi than gì không anh ơi, thằng tăng. Ok hôm nay bao ship cho anh em luôn đi. Rồi, hôm nay chơi bao ship đi. Thang 5m, thang y 5m mới về thêm mấy cây nữa. Qua bữa giờ hết rồi. Mới về thêm mấy thang, thang 5m mấy anh. Giá để cho anh em mình 2,4 triệu cây à. Rồi thang 3, 3m8 nè. 3m8 triệu 7. Triệu 7. Ha. 1950. Ok. Sài Gòn 90 nữa mấy anh. Tăng tăng. Các sắt đều quơ. 3.050.000 ha. Chuyển khoản bao ship luôn. Bảo hành 3 năm. Đó, quá trời quá ngon luôn. Ống hơi bu mà. Đợt này toàn ống 9m không anh. Trời ơi. Từ chuyến này em lỗ nặng rồi. Bữa giờ là toàn là tặng mấy anh em ống toàn là 6m không à. Bữa nay bây giờ ống 6m ngoài thị trường không còn một chỗ nào còn luôn. Giờ đành phải tặng, lỡ rồi báo tặng cho anh em rồi giờ phải tặng luôn ống 9m. Đó cho nên là anh em nào mà mua máy nén khí rồi bữa nay là hời luôn rồi. Đó giá đã mềm rồi mà còn tặng thêm cái ống 9m này nữa thì quá ngon ha. Nó ống hôm bữa là ống có 6m không. Đây hình như em còn sót ống 6m nè, đây nè, đó ống 6m nè. Thôi kệ để mẫu luôn đi mà giờ lỡ rồi. Ống 6m hết rồi giờ tặng luôn cho anh em con ống 9m. Trời ơi. Quá ok luôn. Đó. Máy nén khí ha. Con anh em nào chơi nén khí mua bây giờ chơi mua chung không? Má anh em nào mua đủ chục con ha, em bán giá sỉ luôn. Giá giật mình luôn. Chơi luôn. Ha, mà phải đủ 10 con mới chơi được. À. Rồi, tiếp theo gì ta? Mà trời đang bắt đầu nhiễu mưa. À rồi, tiếp theo mấy anh em ơi, trời ơi cái này quá hot luôn rồi sao? Em chưa làm được cái vụ mà chương trình trả góp anh. Em chưa làm được ha. Thì sắp tới em nghiên cứu em làm cái vụ mà trả góp cho mấy anh em coi. Rồi, tiếp theo một con máy hút bụi. Cái con này là dành riêng cho mấy anh em mà làm về mà máy CNC mà chạy gỗ mấy anh ha. Em có hai con nha, hai con cực kỳ đã luôn. Rồi để em để sát vô cho mấy anh em coi đây. Đó, hai con hút bụi dành cho công trình. Thứ nhất công trình nè, cái thứ hai là dành cho anh em mình xưởng mà chạy gia công máy gì quên ta, máy CNC mà ba cái tượng gỗ hay là mấy cái khắc điêu khắc mấy cái vách ngăn rồi đó. Đó thì đa số là bụi nó ra rất là khủng khiếp và yêu cầu phải một con máy thật cực kỳ mạnh. Thì em có được hai con này từ Nhật về mà không hiểu sao là nó xài điện 100V. Đó, điện 222. Nó ghi là 230V luôn anh. Mà từ Nhật về nha. Con này là hàng 7 Nhật về. Đó. Đây. Nó công suất của nó chỉ có 1.2kW thôi là tương đương 1.200W á, và cái nó hút là lực hút của nó là tới 200m³/giờ. Đó, rồi cái con này nó thiết kế nó có luôn cái đồng hồ trên đây luôn. Đó, đồng hồ báo áp luôn nha mấy anh. Ha, nó báo lên tới trên đây là đang lực hút rất là mạnh. Đó, có đồng hồ báo áp nè. Rồi có thêm một cái cộng phụ của dây điện nè, nhưng mà cái dây điện này là nó lại là chui chui tròn nha. Ha, giống như cái chuẩn mà ở Việt Nam mình luôn á. Em đang không hiểu tại sao con này mà từ Nhật về mà nó như thế này luôn á. Rồi công tắc là chống nước luôn nha, mưa gió thoải mái luôn. Còn công tắc số 2 này á, là thực ra là nó mở cái ổ điện nguồn này cho cháy. Rồi nó có một sợi dây điện rất là dài ha, dài khủng khiếp luôn. Rồi cái thứ hai nữa là con này nó có tới hai tầng lọc đó, thương hiệu Husqvarna luôn mới ghê nha. Đó, thương hiệu Husqvarna. Ở trong đây là nó có một tầng lọc nè. Đó, máy động cơ trong đây là một tầng lọc rồi. Đây để mở sơ hút cái này rõ. Trong đây là một tầng lọc nè mấy anh thấy không? Đó, một cái màng lọc trong đó rồi ha. Rồi, tiếp theo là ở đây là thêm một tầng lọc nữa và là bồn chứa luôn ha, bằng sắt nha. Bằng sắt thương hiệu Husqvarna nè, S13. Anh em gõ Husqvarna S13 là ra ngay con này. Nhưng mà không biết sao hàng 7 Nhật về mà lại con này nữa. Nó lại là điện 220. Đó, em cũng không biết luôn. Cực kỳ đỉnh. Đó thì anh em mà chuyên sử hay sử dụng máy CNC các kiểu đó là xài con này hết bài luôn. Đó, để em mở rồi.
Rồi bên trong đây là thêm một cái hệ thống lọc nữa nè. Đó, màn lọc rất là to nha anh. Đây, rất là đẹp luôn nha. Này em vệ sinh sạch sẽ luôn rồi, chính tay em vệ sinh luôn tại em khoái con này quá. Đây cho coi bên trong. Đó, quá trời quá đất luôn, bự. Đó, tha hồ mà đựng bụi, đựng chứa ba cái bụi gỗ luôn. Rồi. Ok. Cái này nó có thiết kế rất là hay ha. Thiết kế đây nó có một cái lò xo, một cái nắp. Ví dụ như mà nó bị nghẹt á, anh em mình có thể là bấm bật cái nút này, dập dập vài cái đó, cho nó nhả, nó rớt ba cái đồ dơ xuống dưới kia ha, dưới túi. Đó. Thì cái này á, ở dưới đây á là nó có một cái lỗ rất là to. Rồi người ta sử dụng một cái túi ha, một cái túi. Nó chứa bụi ở đây ha. Tại vì do những cái có những cái máy anh em chạy mà bụi nó ra nhiều quá. Đó thì buộc phải là xài thêm một cái túi ở đó nữa ha. Rồi, ok. Đó, một cái con như thế này chạy mạnh lắm nha anh, có hai con nào nấy cũng đều đẹp như nhau hết, vệ sinh sạch sẽ, nó gần như mới luôn vậy đó. Đó, thương hiệu Husqvarna em đang bán với giá là 4,5 triệu ha, 4,5 triệu. Đó, bảo hành cho mấy anh em mình 3 tháng. Đó thì anh em nào mà làm máy CNC hay gì đó là ok luôn. Rồi tiếp theo là cái ống hút á, của con này á, là về không có, cho nên là em tìm lại mấy cái ống hút khác để em tặng đi kèm về anh em mình chế lại ha, chế lại cho cái máy này nha. Đó, 4,5 triệu ha. Anh nào chuyển khoản thì bao ship luôn đi, còn không bao ship luôn đi, bữa nay thổi chuyển khoản cũng bao ship luôn cũng được. Máy nén khí nha anh. Dạ, máy nén khí ha. Rồi để em báo giá nha. Đó, máy hàng mít em hết rồi, mấy con này qua bán thanh lý hết rồi mà sao vẫn chưa lên đơn nữa chứ. Máy nén khí này là bình thường em bán với giá là 3,4 triệu ha. Đó, nhưng mà ống dây là chỉ có 6 mét thôi, còn hôm nay là em tặng một cái ống dây ha, không phải tặng cái ống dây là tới 9 mét lận ha, nguyên một bộ phụ kiện luôn nhanh. Đó, một cái ống hơi 9 mét nè, rồi dòi bơm, dòi xịt gì bơm xe rồi, rồi xịt bụi nè, đầy đủ ha. Ok, hôm nay khuyến mãi xíu cho mấy anh em đi ha, tại vì em còn cũng nhiều quá ha, đặc biệt là con này thì chạy rất là im nhanh, chạy im lắm. Đó, đây đồng cái bình của nó là 6 lít nè ha, bình 6 lít nè. Rồi đường hơi ra nè, và đây là đường chỉnh áp ra, nó cứng cáp lắm, chuẩn là chuẩn châu Âu chứ không phải là chuẩn tào lao gì đâu. Đó, em bảo cái này là máy hàng mới luôn cho nên là bảo hành 1 năm. Rồi ok, hôm nay bớt thêm 100 ngàn nữa cho mấy anh em đi. Đó, khỏi chơi mua chung mua chiếc gì hết á. Nó bớt thêm 100 ngàn ha, để cho mấy anh em mình giá mở máy thử ha anh. Dạ rồi, ok. Đức ơi, Đức mở máy thử cho anh coi cái con này chạy. Con này là gia đình là tuyệt vời luôn nha, bắn đinh phun sơn bơm xe rồi xịt bụi hay gì, nói chung tất tật ok. Rồi lấy con này ra cho mở máy thử cho anh coi. Đó, con này chạy im lắm. Còn nếu mà anh thích lớn hơn thì lấy con 24 lít như thế này. Con này thì nói chung là công trình thì ok, còn gia đình thì em vẫn bán cái con này là good nhất ha, good nhất trong các dòng con. Bữa giờ bán gần 100 con, bây giờ em còn 60 con rồi hả. Đây, ok. Đó, máy chạy rồi anh. Đó, công tắc nằm đây nè. Đó, bật lên nè. Đó, chạy im luôn à. Đó, máy đang chạy mà như không nghe tiếng. Anh em mình nói chuyện cũng với nhau cũng vẫn bình thường luôn. Đó, để sát vô nha. Đấy. Ở đây nó có hai bít tông hai bên luôn nha. Đó, hai bít tông hai bên luôn. Nên nó chạy lên hơi rất là nhanh. Nó chỉ cần chút xíu thôi đã 4 kg rồi, thấy chưa? À, xíu thôi 4 kg. Rồi bớt cho anh em 100 ngàn nha. Hôm nay để cho anh em mình 3,3 triệu luôn đi. Đó, 3,3 triệu đi. Đồng thời tặng cho anh em cái móc gắn chìa khóa 18 cộng luôn nha. Đó, lấy đằng kia dành anh Đức ơi. Đấy. Ok. Đó, tặng ống hơi Puma mà dài cỡ này nó quá đã luôn anh nha. Bơm xe đầy đủ nha. Tặng cho anh em mình cái móc khóa 18 cộng. Ủa. Móc khóa này lần trước là mấy anh em xin nhiều lắm. À, tới nay mới có thêm được vài cái nữa là nó gắn 18 cộng búa. Đó, anh em lấy nha, về làm móc khóa nha, tối hỏi bả có chọn kiểu nào nha. Rồi ok. Đó, anh nào lấy thì nhắn tin cho em. Đó, tặng cái móc gắn chìa khóa 18 cộng nha. Rồi đó, máy chạy im lắm nha anh Lực Phượng. Rồi mở thôi, mở van xả cái này thôi, xịt bụi cho anh coi cái nè. Đó, cắm hơi vào nè. Đó, xịt bụi nè.
khi mà xịt bụi về xong rồi đó là về 6 kg là tự động máy nó bơm lại luôn anh. Có rơ le an toàn ở đây nữa, cái van an toàn để đề phòng mà ví dụ như máy mà nó chạy mà nó lỗi gì đó, nó không chịu ngắt á, rơ le nó không chịu ngắt thì cái van an toàn này tự bung nó xì hơi ra. Cho nên là máy là anh em khỏi lo được vấn đề mà nổ bình hay gì đó. Nhiều khi mình sợ nhưng thực ra là không lo mà anh hen. Rồi anh Lực Phượng có lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ, rồi ghi là ship cho anh cái nén khí 3.3 triệu đó, tặng cái ống hơi bu ma là ok rồi. Máy rửa xe thanh lý ha, máy rửa xe thanh lý bây giờ em đâu còn con nào đâu ta, bây giờ em còn Ryobi 1001 à, được không anh? Ryobi 1001 hàng mới luôn, em đang giảm giá đặc biệt có 1.8 triệu anh, bữa nay bao ship luôn cho mấy anh em luôn đi. Đây con này đây 1400W anh ha, mà hàng mới 100% luôn. Con này trưng bày thì em không tính ha, đó hàng mới 100% bảo hành 1 năm luôn. Áp của nó là 113 ha, 113.400W, 113 phải không ta, quên mất rồi. Đó có dây ha, mình dắt được bên hông nè, dây của nó dài 5m, bình xà bông rồi dòi rồi súng rồi ha, mình dắt lên đó ngon lành cành đào nó như thế này. Đây máy khỏe lắm anh ha, xịt xà bông rồi rửa xe rồi ok hết á, gọn nhỏ gọn rồi ok. Bữa nay 1.8 triệu bao ship cho mấy anh em đi đó, cho nó ngon lành cành đào. Rồi thì tiếp theo là máy mày gốc Ryobi ha, bữa nay bao ship luôn cho mấy anh em luôn đi, còn khoảng 8 cây nè. Đây nơi trời ơi 8 cây nữa bào luôn nha. Máy nén khí phun sơn được, con đó phun sơn được nha, nhưng mà anh phun sơn ít thôi và anh chỉnh cái áp nó là tầm 4 kg độ lại, áp 4 kg độ lại mình phun sơn nha, nhưng mà mình không có phun liên tục được. Ví dụ như anh làm cửa phun muốn xung gia đình ở nhà mình á, anh phun sơn mấy đồ lặt vặt á thì anh chỉ có anh xịt nhẹ qua vài cái anh ngưng chờ máy nó bơm rồi anh phun tiếp, đừng có bóp liên tục xì thì nó chịu không nổi ha. Chứ còn ngoài ra gia đình mà anh phun nhẹ là ok hết. Rồi tiếp theo một con máy mài gốc mà em bán chạy rất là chạy luôn ở thị trường Việt Nam của mình, máy mài Ryobi Kyocera. Thì con này á là nó có một cái có hai cái học ha, thoát nhiệt và dùng và có thể tháo được để vệ sinh luôn đó, tháo là vệ sinh luôn cái thang luôn. Đầu mà rất là mát nha, khe tản nhiệt rất là mát, và ở đây là con nó xài lưỡi đá 1 tấc nữa, và đặc biệt là cái tay cầm rất là nhỏ nè, mấy anh thấy không? Đó, máy mài mà nó lọt trong tay mình là cầm nó rất là chắc, an toàn. Còn như có những cái máy mài nó to quá ha, như đều quơ nó to lắm. Đó, mấy anh em mình nhiều khi nhỏ con người châu Á mình nhỏ con cầm nó không có hết đâu. Đó. Đâu à, sushi. Hết con chó này nó đi theo em, bây giờ tới con mèo nó cũng đi theo em nữa mấy anh. Đó, nuôi con gì riết rồi con nào con nấy nó cũng cưng. Nó cũng đi theo hết á. Con mèo này tên là Sushi, giống mèo chân lùn. Lông ngắn của anh. Rồi. Ok, anh nào lấy máy mài ha thì giá của nó chỉ có 1 triệu thôi anh. Model là G1010X. Trước giờ con này hãng niêm yết tới 1 triệu mốt lần á, mà thôi để hôm nay bán giảm giá cho mấy anh em. Máy mài mà Ryobi mà có 1 triệu thì coi như là đâu mà bảo hành 1 năm nữa. Đó thì đồ bãi mình có cần mua chi nữa đâu. Máy hút bụi 20 lít anh. Dạ có anh ơi, có bao la luôn. Rồi máy hút bụi em có loại 23 lít đi ha, thùng inox đi anh, thùng inox 23 lít luôn hả, hôm nay bao ship luôn hả, chơi bớt thêm cà phê cho anh em luôn hả. Con này bình thường bán nhiêu đức? 2.4 triệu hả, bữa nay bán 2.3 triệu luôn được không? Quất luôn, rồi chơi luôn, bớt cho anh em 100.000 luôn ha, hôm nay khuyến mãi đi hả. Trời mưa gió như nó chỉ nó âm u, nhìn nó sầu não ghê mấy anh ha. Bầu trời giống như kiểu mà người của người bị bán ế vậy đó. Giống như người mà bị bán ế vậy đó. Đó thì đây em xin giới thiệu với mấy anh là con hút bụi Stanley ha. Thì con này là 23 lít thùng inox luôn ha. Công suất của nó là khoảng 1200W anh. Đó 1200W ha. Công tắc on off nhìn rất là cứng, màu tay sách rất là ok. Rồi mở thùng ra cho anh em coi bên trong sơ, rồi có phụ kiện gì còn ở trong nữa không. Đó đây màn lọc ha, rồi túi lọc, giấy lọc, đồ tất cả các thứ còn ngon lành hết ở trong đây ha.
đó, bánh xe là chưa ráp nha, về anh em mình tự ráp vô đây ha. Đó, đây bàn hút rồi, chổi cây hút rồi dài như thế này ha, ống dây rồi mới tinh hết 100% luôn, nguyên thùng luôn nha anh ha, nguyên thùng nó như thế này đây, nó ship cho anh là mới nguyên thùng như thế này. Rồi hôm nay để cho anh em mình giá 2.3 triệu luôn cho máy hút bụi 23 lít thùng inox luôn ha. Đó, đồng thời bao ship cho mấy anh chị em mình luôn ha, bớt thêm trăm đi. À, bớt thêm trăm. Cứ xích xăng 50cc hàng mới tinh thì khoảng 2.5 triệu anh. Chưa có hơn là 50cc ngoài thùng mà. 50cc hàng mới tinh em hết anh ơi. Bây giờ còn mấy con ngoài thùng giá 2.2 triệu con anh Thanh Tùng Thái. Ha. Rồi, anh Dông Quỳnh có lấy máy hút bụi thì nhắn em, con này bảo hành 1 năm nha. Motor là dây đồng luôn nha anh, motor dây đồng luôn. Anh xài người ta bảo hành 1 năm chứ theo là 1 năm chưa xi nhê hết. Với lại cái nữa, đây là máy hút bụi nó là chổi than á, nên mình chạy nó khoảng tầm 15 20 phút mình cho nó ngưng, nó nghỉ xíu đó, để nó mát cái cổ rớp rồi anh em mình chạy tiếp. Đó, thoải mái. Còn anh muốn giữ hơn. Tất cả luôn. Ok, chơi luôn. Hôm nay bao ship luôn, vợ em ra hỏi xác nhận lại là hôm nay bao ship hết luôn hả anh? Đó, coi mặt bao méo rồi. Đó, tại vì mỗi lần mà bao ship á anh em là cái chi phí nó tốn nhiều dữ lắm. Tại vì khi mà anh em chuyển khoản á thì em bao ship á thì nó sẽ nhẹ cái tiền nó đỡ cho tụi em lắm. Còn khi mà mấy anh em không chuyển khoản á là cái tiền có thu hộ thu cốt nên nó tăng cao, nên là phải trả thêm cái chi phí cho đơn vị vận chuyển á, tại vì họ lấy phần trăm. Rồi, đó, một đơn bảo nói là khoảng 60-70 ngàn gì đó nếu mà không chuyển khoản á. Thôi kệ, bữa nay rồi ship cho mấy anh em đi, mà còn thêm bớt thêm 100 ngàn nữa. Hàng còn đẹp hả? Đẹp anh ơi, yên tâm nha. Ha, đẹp. Rồi, ok, anh nào lấy thì nhắn tin em ha. Rồi, tiếp theo là máy khoan gia đình anh em ơi. À, máy khoan gia đình, bữa giờ là có mấy bộ, còn 3-4 bộ máy khoan gia đình nè, bữa nay là cũng bao ship cho anh em đi. Rồi lấy xuống bộ cho anh Đức. Đây, máy khoan Ryobi ha, thương hiệu quá ok luôn. Đây máy khoan Ryobi ha, nó có nguyên một dàn mũi rồi, mấy mũi mũi vít, mũi ba ke hay là lục giác rồi lục giác bông rồi, nói chung là đầy đủ luôn á anh thấy không, nó đầy đủ luôn, xài gia đình thì khỏi cái bàn luôn ha. Rồi tiếp theo là nguyên một dàn mũi máy khoan luôn, mũi khoan luôn ha, khoan tường nè, khoan sắt, khoan gỗ gì là chơi láng bình địa được hết nha anh. Đó thì cái này là nói chung gia đình xài như thế này là quá đủ rồi, và đặc biệt hơn là một cái con máy khoan ha, 750W đó, đầu kẹp 13 ly, một cái thương hiệu Nhật quá nổi tiếng với mấy anh em rồi. Đó, sắp tới thì nó đổi tên ra Kyocera, người ta cũng không sợ luôn nữa. Tại vì Kyocera mua lại hãng Ryobi mà người ta dám bỏ cái thương hiệu Ryobi mà người ta làm thành cái thương hiệu Kyocera. Đó thì người ta cũng đã đang cố gắng ha, đi vào thị trường Việt Nam mình với một cái chất lượng phải là thật là tốt và thật là chuẩn của Nhật luôn á, chứ không phải là chuẩn thường đâu nha anh. À, đó thì cái này là em bán trước giờ em bán là chắc cỡ 1-200 bộ thì vẫn có rồi đó. Đầu kẹp nhỏ nhất là 1.5 ly nè. À, cho tới 13 ly nha ha, kẹp nhỏ nhất 1.5 ly tới 13 ly. Máy được bảo hành 1 năm nhanh, giá 1.5 triệu. Quá sao rẻ luôn, 1.5 triệu anh. Đó. 1.5 triệu mà hôm nay bao ship nữa thì quá rẻ rồi. Ha, anh nào lấy thì nhắn tin em nha. Rồi, ok, đóng thùng lại ship cho anh em Đức ơi. Quá ngon luôn. Dây an toàn lao động còn không? Trời ơi, anh hỏi trúng ổ luôn rồi anh ơi. Thôi thiếu cái đèn rồi. Thôi anh hỏi trúng nguyên một cái ổ luôn rồi. Nói về dây an toàn lao động thì chắc em là thằng có nhiều nhất luôn chứ, ở đủ các loại hết, đủ các thể loại hết mấy bạn nhân viên kỹ thuật treo lên nhìn nó đẹp lắm anh ơi. Nó đã lắm nè, đủ các loại móc hết ha. Nào là dây đai một móc nè, đó này đai một móc nè ha, này đai một móc. Đó là 400 ngàn nè. Rồi đai hai móc nè ha, đai hai móc nè. Đó rồi dây đai nè, đó dây đai nè. Đó, này 150 ngàn sợi nè. Rồi gì này là thổi gió 1.2 triệu nè ha, thổi gió của Tajima nè. Đó rồi này là đai không có móc nè, là đai không móc là 400 nè. Đó, quá xa luôn. Đó em có nhiều lắm nha. Đó anh nào bữa giờ em mới treo lên chưa có làm đèn ở khu này, thành ra là nhìn nó hơi tối ha, có nhiều gì mai mốt
em làm kỹ lại là đẹp lắm nha. Đó, đây mà một treo lên nhìn đã không, nhìn như sợi dây nịt nè, an toàn cứng chắc luôn. Đây có 150.000 sợi à, rẻ hơn sợi dây nịt dù ngoài nữa, quá xa ngon luôn anh. Rồi tiếp theo là dây điện anh, dây điện Hataya dài 29m ha, em còn 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuộn, 20 cuộn mà bán hết 8 cuộn còn 12 cuộn anh. À đây, ok, quay qua cái này đây, đó, quay ra từng cuộn cho mấy anh em coi nha, đó, đẹp lắm anh, nha, đẹp nha, đây, mặt mày sáng sủa ha, tại vì này với em lửa mà, đó, ở trong này còn nguyên luôn, có chữ Hataya luôn, nó dây cực kỳ đẹp luôn, ha, rồi, thì em nói sơ về cái cuộn dây Hataya này, nó dài 29m và nó không bị răng, không bị nứt, không bị gì hết nha, dây nguyên đẹp lắm, ha, người ta có xài rồi, dây công trình mà. Đó, có xài sơ cái là nó dính này dính kia, nó chày nó quăng tới quăng lui mấy anh ha, nhưng mà mọi thứ là còn hoạt động bình thường ha. CB chống giật nè, đó, rồi ổ cắm nè, đó, có 3 socket ha, dây này là dây 2 chấm ở bên trong nha, có mát có te gì anh em mình muốn câu mát câu te gì là thoải mái luôn nha, nó khỏi lo điện giật ha, để mày mưa mà gió cũng ok luôn. Nó dài 29m, giá đang là 1.400.000 nha. Hôm nay bao ship luôn ha, chết cha luôn rồi, cuộn này mà bao ship rồi cũng nặng lắm á nha. Rồi anh nào lấy thì cứ nhắn tin cho em ha. Đó, hai dây điện Hataya dài 29m ha. Ok. Đó, dây cuộn nhật cương á. Nào lấy thì nhắn tin em. Ok, ok. Rồi, tiếp theo là gì ta? Búa nhật ha, búa nhật còn mấy cây hả Đức? Ờ, bơm củ quả vòng vòng cái đi lại cái ngang cái đám bơm củ quả này nhìn đã ớn luôn. Rồi còn vài cái búa mình ha, búa đóng đinh rồi các thứ rồi các kiểu luôn ha. Hôm nay thanh lý giá tốt cho mấy anh em đi. Đấy. Ok, hai ba kiểu luôn. Rồi, bữa nay bán ba model này đi. Thì đây em có ba model của búa của Nhật ha, là sản xuất tại Nhật luôn. Hôm nay giảm giá cho mấy anh em mình đặc biệt xíu đi. Ha, con này là cái búa này là nặng là 1 kg mấy ha, 660 ha. Bữa nay bớt cho anh em mình nhiêu được đó. 600 chẳng đi. Rồi, 600 chẳng đi. Ha, còn có mấy cây nữa bán luôn cho xong. Búa này búa của Nhật nha mấy anh ha, búa của Nhật nha. Còn anh em nào được anh em đừng có so sánh mà với lại cái búa mà búa. Thì con cắt cỡ ơi chưa 1.600.000 bao ship. Đừng có búa xíu gì ta quên rồi. Đừng có so sánh với mà búa Việt Nam hay là búa Trung Quốc này giùm em nha. Tại vì cái này là nguyên một cái lô hàng người ta thanh lý từ siêu thị ra. Nén khí đều quơ có giảm giá. À nén khí đều quơ chưa có anh, em không có nén khí đều quơ ha. Rồi ok, cái này là để cho búa này là búa đóng đinh ha, búa đóng đinh. Ủa này gò chứ, búa này búa gò chứ hả Đức? Đó. Búa tròn là búa gò phải không? Đầu tròn búa gò anh ha. Rồi búa này để cho mấy anh em mình bữa nay để chặn luôn 600.000 luôn ha, sửa luôn, sửa giá luôn Đức ơi, chậm giá này, nặng 1 kg ha. Nặng 1 kg mấy luôn rồi chưa đó. Ok, sửa tròn 600 đi đó, 600 ghi chữ K vô nữa đi đó, 600K nha anh. Ha. Rồi con em nào ví dụ như thấy cái búa này mắc tiền quá thì không sao cả nha, đừng comment là chê búa này búa kia tội em lắm. Thực ra búa Trung Quốc con mèo này nó đi lại gần nữa mày đó. Rồi về chê búa mắc tiền thì cũng tội em ha. Rồi ok, rồi tiếp theo cái búa này là cái búa gì đây? Cái búa này là vừa nhổ đinh vừa đóng đinh luôn nha. À búa này chuyên đóng đinh nè, chuyên nhổ đinh ha. Coi thương hiệu gì nè, nó thương hiệu người rừng nè, người rú gì nè. À, thôi tiếng Nhật nhiều quá đọc không được, thấy là Kiki cái gì mà Kiki á. Rồi ok, búa của Nhật ha, 300 chẳng đi hả. Ok, cái này 300 chẳng, tất cả này là hàng mới 100% nha anh ha, này ta thanh lý siêu thị á, 300 chẳng. Còn cái này 300 thì giảm giá còn 250. Còn cái búa này là để làm gì ta? Một búa mà nhiều loại quá ha. Cái đầu này nhọn anh ha, cái đầu này nó bén ha, cái đầu này nó người ta mài nó hơi bén nè, không biết là để gõ cái gì đó. À, chắc cải đá rồi hả ta, gạch men rồi đó, gõ xúc. Rồi để anh em 250 đi,
gạt. Rồi ok, còn mấy cây khuyến mãi luôn cho xong ha. Rồi ok, búa hay là đánh dấu số 1, số 2, số 3 vô. Con này nó khác giá. Khác giá hết rồi không? Đó. Búa 600. Rồi búa 600, 300 và 250 ha. Thương hiệu của Nhật nha mấy. Sản xuất tại Nhật luôn ha, em khẳng định sản xuất tại Nhật luôn. Và chốt cái thang 4.4 ha anh. Dạ rồi ok anh, chốt đi hen. Rồi có gì vậy? Để em quay cái thang lại không anh? Coi cái thang lại không? Đây em quay cái thang lại cho anh coi luôn thêm ha. Ồ, còn con xe cắt cỏ này 36V chỗ thang 500.000 nè anh ơi. Còn sót một con nè, anh nào lấy thì nhắn tin em nha. Đó. Còn sót một con á. Rồi, lấy thang đây anh ơi, ha, 1.950 nè. Thang này là bo dài bo cao 4.4 nè anh, ha, 4.4 luôn. Thang 4 đoạn nha anh. Thôi. Đây, thang 4 đoạn ha. Đó, như thế này, cứng chắc, gối rất là to nha anh, ha, gối rất là to và an toàn. Đó, yên tâm. À, thì cái thang này thì nó cũng giống cái thang kia, chủ yếu là con cái là nó lùn thôi. À, thang này thì nó 3.4, còn thang kia là thang 4.4 nha anh. Máy nén khí này thực ra là mấy con này của Mỹ anh ơi. À, cái con nén khí này thực ra là của Mỹ, hàng Mỹ về ha. Hàng Mỹ về, đó em mua em trưng bày chơi thôi ha, mới tin luôn, mới 100% luôn anh. À, mới 100% luôn mà, nhưng mà nó là điện 120V. Chủ yếu em mua về em trưng bày cho nó đẹp mà. Ha, nhưng mà hồi đó em mua giá cao lắm anh, tới 5 triệu một con luôn. Giờ em để bán lỗ. Chứ giờ trưng bày bụi bám tùm lum hết rồi. Này điện 120V nữa anh. Đường áp ra lại là chuẩn Mỹ nữa. Chuẩn Mỹ nữa, đây nè. Chuẩn Mỹ về phải thay cái đó nữa. Nhưng mà con này á là được sản xuất tại con nào sản xuất tại Mỹ quên rồi ta. Hình như con này sản xuất tại Mỹ nè. Con này là sản xuất tại Indo nè. Con này sản xuất đâu quên, đại khái là không có con nào Trung Quốc hết á. Mấy con này mắc lắm anh ơi. Đại khái là đó em mua 5 triệu một con á. À, bán 4 triệu luôn. Chơi luôn, lỡ luôn. Mà con này là nó ồn hơn mấy con hồi nãy em quay nhiều lắm. Nó ồn hơn xíu. Chứ không phải là nó không ồn đâu. Tại vì mua trưng bày và để coi về kết cấu động cơ để mình biết, mình nói chuyện với mấy anh em á. Chứ rồi mình sẽ phân tích được à, dòng nén khí này nó như thế này, dòng cái này nó như thế này rồi, chứ không phải là mua về kinh doanh. Bây giờ là bán thanh lý luôn. Mà bán thanh lý mà bán lỗ dữ vậy. Lỗ 1 triệu con hả? Thùng mà chắc dục hết rồi. Ok, bán 3 triệu rưỡi đi. Rồi, ok, rồi, em bán 3 triệu rưỡi nha. Quyết định là cắt lỗ luôn, không trưng bày thanh lý gì nữa cả hết ha. Rồi ok, mấy con này á là giới thiệu từng con luôn hả ta. Thôi anh nào lấy thì em chụp hình em báo cho nha. Bây giờ em giới thiệu từ ba cái con này nó mất thời gian dữ lắm. Đại khái là em bán 3.5 triệu một con á, anh nào lấy thì nhắn tin cho em. Và điện nó hơi bất tiện là 120V ha, 120V. Chỉ có cái là có con sản xuất tại Mỹ, có con thì sản xuất tại Ấn Độ, Indonesia, và một con là sản xuất tại đâu á em quên mất rồi. Rồi ok, nào lấy thì nhắn tin cho em. Ôi, mấy cái quạt mấy bữa nay cháy hàng luôn mấy nè. À, mấy cái quạt mùa này nóng quá, bắt đầu tới mùa nóng rồi. Em mới về thêm một ít quạt, quạt sàn nó cánh 50. À, còn quạt này thì em còn có 3-4 cây nữa là hết rồi. À, tại vì mùa này nóng quá, thì anh nào cũng cần có quạt. À, không quạt hơi nước thì cũng quạt thổi gió bình thường. Quạt hơi nó sẽ dễ bị ẩm và hư đồ. Còn cái quạt bình thường này thì nó lại hơi nóng nóng và nhiều khi nó khô người luôn á. Nói chung là mình xài quạt thì cũng có thì cũng ok, gần tốt nhưng đỡ, chứ mùa hè này bắt đầu oi bức rồi. Rồi thì quạt thì em còn ha, giá 2.1 triệu nha. À, em bao ship cho mấy anh chị em mình luôn ha, bữa nay bao ship luôn. 40V nhập Mỹ em không có nha, em không có 40V nhập Mỹ. Rồi anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Trời còn mấy cái nồi cơm của Nhật kìa, Đức ơi, trời ơi, lôi ra thanh lý luôn Đức ơi, 2-4-5 con. À, còn đúng 5 con luôn mấy nồi cơm này. Này giờ thanh lý nhiêu ta? Bớt con này bữa nay bao ship thôi. Ồ 6.5 triệu là rẻ lắm rồi. Bây giờ không có hàng này nữa đâu. Ha. Cái này nè. Rồi ok, lấy cái nồi cơm ra cho mấy anh chị em mình coi. Nồi cơm quá xịn sò luôn nha. Ha, đây nè. Đó, nồi cơm xịn luôn của Nhật luôn ha. Đây. Đưa ra chị mày xài luôn cái kìa. Nấu cơm cho nó ngon rồi. Rồi
Dây điện dài được khoảng nhiêu mét ta? Mét hơn. Một mét hơn ha. Ok. Dây điện dài khoảng mét nha anh ha. Dây điện của Nhật và nó tự động rút, tự động thu luôn. Đó, rồi. Thì cái nồi cơm Joji Rushi thì model của nó là NBZH18 nha anh. Ha, con này vừa áp suất vừa cao tầng luôn ha. Vừa áp suất vừa có cao tầng luôn nha anh. Đây, vừa áp suất vừa cao tầng. Nó 1.8L, hàng mới 100% nha. Nó chưa xài hết, đầy đủ phụ kiện nguyên hết của hãng luôn, từ bên Nhật về luôn. Và con này ác cái là nó xài điện 100V ha, điện 100V và nó được sản xuất tại Nhật luôn nha anh ha. Ở bên Nhật là người thì người ta bảo hành 3 năm, còn em thì em chỉ bảo hành 3 tháng nha anh. Đây, sản xuất tại Nhật luôn. Đó, Nhật Bản đồ này Honse đâu rồi. Đó, cái ngoài thùng thì nó có ghi nè. Đó, Made in Japan nè, Honse nè. Đó, là sản xuất tại Nhật nha. Đó, ở đây đầu này là Made in Japan nè, đầy đủ đàng hoàng. Đó thì cái mấy con này là chỉ có hàng nội địa Nhật về thôi. Ha, bình thường em bán 6 triệu rưỡi em không có bao ship. Đó, bữa nay bớt 100 ngàn nữa đi. Thôi bớt 100 ngàn cho mấy anh em cho vui, còn 6 triệu tư thôi. Ha, 6 triệu tư và em bao ship luôn nha. Rồi, điện 100V nha. Một công suất là 1370W. Anh em mình mua cái biến điện thì công suất nó lớn xíu, là kiếm cái nào khoảng 2000 trở lên đi. Ha, 2kg ha. Đó, nó to xíu chứ để mua nhỏ quá là nó cháy cái biến áp, cái là nó quật qua cái nồi cơm thì nó rất là ổn cái nồi cơm nha. Đó, mới 100% luôn nha mấy anh. Đó, thì con này thì bữa giờ lôi tới lôi lui rồi, này để dành đó. Còn hàng ship cho anh em là mấy con mà mới nguyên trong thùng kìa. Đó, em còn 4 con nữa nha, 4 con cuối cùng, 1, 2, 3, 4 con. Đó, rồi anh nào lấy thì nhắn tin nha, nó cắt lát ma qua anh thanh lý hết rồi nha. Rồi, còn gì nữa ta? Khuyến mãi gì nữa không? Khuyến mãi giảm giá gì không? Anh em mua xe đẩy không? Em còn xe đẩy nhiều quá. Xe đẩy này bữa giảm còn có 1.9 triệu hả? 1.950 bao ship. Trời ơi, quá rẻ luôn. Xe đẩy đa năng nè, rồi xe đẩy bình thường nè. Ok. Rồi bữa nay thôi khuyến mãi, chơi khuyến mãi cái này đi. Khuyến mãi cái này đi với bộ thùng đi ha. Cái này nó đựng được cái thùng bự hơn bẩn không ta? Biết vừa không ha? Ừ. Rồi coi nó bự không? Chắc được luôn đó nha. Ừ. Được á. Ok. Con này là bao nhiêu tiền anh quên luôn rồi. Coi coi còn số tiền không? Trà thử coi, coi ai bán rẻ nhất mình bán rẻ hơn, chơi luôn. Em còn một lô xe kéo nha, khoan pin đều qua 5 triệu hả? Rồi ok, em quay lại liền nha. Thùng đồ nghề ha. Rồi để bữa nay em chơi khuyến mãi cái xe kéo này đi với cái thùng đều qua, tại vì bây giờ cái thùng đều qua nó không có cái loại mà có bánh xe nè, hết rồi. Đó, bây giờ em chơi khuyến mãi cái này để anh em làm xe kéo luôn, vừa làm xe kéo và vừa kéo đồ, kéo đạc, kéo linh tinh, ok luôn, và gắn lên cái thùng đó kéo được luôn. Giá 790.000 thôi không? Đâu, coi ai bán rẻ nhất kìa. Kết nối tiêu dùng bán 790, người bán 1.3 triệu, người bán tá là âm binh 790.710.000, bán 750.000. Ô, đủ giá hết. Full giá luôn. 790.000. Rồi ok, khuyến mãi cho anh em mình giá 700.000 và đi kèm với một cái thùng đều, bán kèm với thùng đều quơ. Khi mà anh em mua một cái xe kéo và một cái thùng đều quơ, em sẽ bán cái xe kéo này với giá 700.000, rẻ nhất sớm luôn ha. Không, như vậy thì cũng chưa rẻ, chưa gọi là rẻ. Chờ em xíu nha, để em cân đối em coi coi. Ok, đây thì thùng đều quơ thì em còn 3 loại ha. Cái thùng mà cái loại mà nhỏ nhất ở đây ha, một loại như nhỏ nhất và một cái loại nhỏ nhì và một loại to đùng. Thì cái loại to đùng này là nó không có bánh xe ha, nó có ba còn lại ba kích cỡ, và thường thường cái thùng mà to đùng á, nằm dưới cùng á, là nó có cái bánh xe để mình kéo và kết nối với lại những cái thùng này, nhưng mà bây giờ do là hết rồi ha. Thì hôm nay em lên một cái chơi một cái chương trình vậy đi, bây giờ em sẽ kết hợp giữa thùng đều quơ và một cái xe kéo Stanley ha, để anh em mình có thể kéo cái thùng này đi nếu mà đồ nghề của anh em nặng quá đó. Và hôm nay cái xe kéo này hiện tại có giá niêm yết là 790.000 đồng ha. Ok, khi mà anh em mua bất kỳ một cái thùng đều quơ nào như thế này, em sẽ khuyến mãi cho mấy anh em cái xe kéo Stanley này với giá là 650.000 đồng
ha, 650.000 đồng với điều kiện là anh em mua một cái thùng đề quơ nha. Rồi ok, một cái thùng đề quơ ví dụ như cái thùng nhỏ này ha là giá là 1.4 triệu và cái thùng lớn là giá là 1.5 triệu ha, và cái thùng này là 1.450.000 đó, thì anh em mình bỏ lên đây có thể kéo đồ đi luôn. Rồi bỏ lên cho anh em xem ha, lấy thùng bự nhất đi. Ok, lấy thùng bự nhất đó, bỏ lên coi xe coi nó có bị dừa nó lòi ra lắm không. Ồ, cũng vừa vừa rồi, có sợi dây kìa, có nó có sợi dây để ràng ha, mình tháo cái sợi dây ra đó để mình ràng lại luôn đó. Rồi thì bây giờ không có bánh xe thì mình chơi cái kiểu này cũng ok mà, ổn áp. Và ví dụ mình không có nhu cầu về cái mình dùng cái xe này để mình kéo cho cái khác nữa đó. Rồi móc vô rồi sau đó là ấy lại cho anh em coi. Rồi đó, thả vô rồi ràng lên, có gì ràng ràng nó chịu khó, nó hơi cực xíu nha anh, không sao cả đó, móc vô rồi ok. Rồi kéo cái xe cho nó dài lên đó, rồi bỏ luôn đi. Ok, lột cái tờ cái phiếu quảng cáo ra luôn, cái móc bên này cái móc bên kia sao đó cho nó đó đó, vậy nó cứng chắc luôn. Rồi ok, bật lên coi, nó quá ổn luôn anh em, quá ổn luôn nha man. Đó, mà cứng chắc luôn, mà xe kéo Stanley này, ví dụ bây giờ mình khơi mà cái thùng để quên mình bỏ nhà, mình cho đưa cho bà xã mình lấy cái xe kéo này mình kéo cái vỏ đi chợ ha, đưa cho bà ngoại đi ra chợ kéo đồ ăn về nấu cơm nấu nước đồ các cả các thứ rồi, ổn áp luôn đó. Rồi ok, cái xe kéo này á, thì bình thường anh em mình mua cái xe kéo Stanley không á, là giá 790.000, thì hôm nay mà anh em mua với cái thùng đề quơ này ha, bất kỳ ha, là em để cho anh em mình giá 650.000 ha, 650.000 nha. Đó, bình thường anh em mua lẻ là không có giá đó nha. Đó, 650.000 đi với một cái thùng đề quơ đó, quá ngon nha. Anh em nào lấy thì nhắn tin em. Rồi ok, để đó luôn đi Đức ơi. Rồi cho anh coi cái dù này, máy khoan 5 bộ, máy khoan 5 triệu ha. Rồi có luôn đây anh ơi, đây bộ máy khoan 5 triệu nha, cực kỳ ổn áp luôn nha anh. Đây thì đó là cái model của nó là 796 anh ha, bữa đình đám bữa giờ luôn, model là 796. Đây hai cục pin 4A mới 100% luôn ha, cây khoan cực kỳ đẹp, 796. Dòng tua là cực kỳ đỉnh luôn ha, dòng tua của nó tới 2000 dòng phút lận, 2000 dòng phút, đầu kẹp 13 ly auto lock xịn sò ngon lành đó, có đèn làm việc luôn ở đây ha, mình có thể tắt đèn được luôn nha đó, công tắc đèn có thể mạnh sáng yếu nè, nó để tiết kiệm pin đó, qua chế độ mạnh hơn đèn cũng chỉnh nữa, mấy anh đều quên này cũng chơi lộn xộn. Rồi ok, chỉnh đèn mạnh đèn yếu gì đó để cho nó rồi sáng mình để mình chui vô mấy góc ngách đó. Và cái khoang này thực ra nó có cái đòn cơ sở rất là nhỏ và gọn luôn đó, và là cây khoan mà bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam luôn. Khi mà anh em mà không có nhu cầu quá cao rồi rút lỗi hay làm những cái công việc mà nó quá lớn, thì cái khoan này em gọi là cái khoan mà giống như là mình sử dụng nó cũng vừa đa năng mà vừa công trình xíu được luôn nha. Đó, 796 ha, 796 nha, 7 bảo hành 3 năm và công đây có hai cục pin luôn, hai cục pin 4A. Thì cái bộ nó làm sao là em để nguyên vậy, và cục sạc của nó là cục sạc 4A ha, DCB 115. Đó, sạc 4A nha. Điện là 220 luôn. Đó, bảo hành 3 năm cho máy và bảo hành 1 năm cho pin và sạc ha. Đó, nguyên thùng như thế này. Đó. Thì bình thường là bữa giờ em bán với giá là 5 triệu mốt á, hôm nay để còn có 5 triệu anh ha. Anh có lấy thì nhắn tin cho em ha, giá 5 triệu. Đó. Thì cái thùng này nó có thể liên kết được với cái thùng này luôn ha. Thùng kia đâu rồi? Thùng bên đây nè. Đó. Anh em muốn thích cái thùng nào loại mà để liên kết với thùng này là có luôn nha. Rồi, đập cái thùng đó bên kia. Đây, đó. Thì cái thùng máy khoan này á là nó có thêm một cái thùng. Đó, nó có thêm một cái thùng là để cho anh em mình liên kết luôn. Đó, đây như thế này. Cái thùng này là T start á. Đó, là anh em mình có thể gá bộ máy khoan này vào. Đó, thùng bộ máy khoan, đó, thấy không? Khóa gài lại ha. Thì mình có thể kéo đi công trình được luôn. Đó. Thì bây giờ cái thùng này là thùng của máy khoan nè, anh em mình đựng máy khoan. Cái thùng dưới đựng dụng cụ đồ nghề, cờ lê, mỏ lết hay chìa khóa hay là lã ống đồng, mũi rút lõi hay cái gì đó thì cũng rất là ok ha. Rồi ví dụ như tới công trình rồi ha, thì mình gỡ ra. Đó. Gỡ ra thì con này là chống nước IP54 nha anh ha, chống nước luôn. Ở trong có cao su rất là to. Đó, đây như thế này. Đó, ở đây có một cái khay để đựng ốc vít ha, ốc vít đồ các thứ, tắc kê. Đó, còn bên trong thùng là nó như thế này đây. Rất là to, rất là dày và được sản xuất tại Israel ha.
cái thùng này thì chắc chắn là nó không có đã như cái thùng mà thùng version 2 kia. Đó, tại vì nó đầu tiên là thấy cái ron cao su này nè, nó ron cao su này thực ra nó bình thường thôi, còn cái ron cao su kia nó rất là khủng. Đó. Rồi, ok. Ở đây đi. Rồi, anh nào lấy cái thùng này thì đó, em đang giảm giá còn có 1.800.000 đồng ha. Có bánh xe rồi, có cái kia các thứ đồ đầy đủ hết. Đó, mình chỉ có việc liên kết với thùng máy khoan nữa là ngon lành thôi. Đó, thùng này nó rẻ hơn thùng kia, tại vì thùng này IP có 54 rồi. Thùng kia đó IP tới 6 mấy. Ha. Đó. Rồi, ok, anh nào lấy bộ máy khoan thì giá chỉ có 5 triệu thôi. Còn lấy cái thùng này thì giá 1.800.000 ha, 1.800.000 nha anh. Đó, kéo đi làm luôn. Tuyệt vời luôn á. Quan trọng là pro ha, dễ chặt chém khách hàng luôn. Thực ra mấy anh em mình xách cái giỏ sách mà mình đi làm cho người ta thì nhiều khi mình ăn mắc nó khó lắm. Còn anh em mà kéo cái thùng này tới giờ tới nhà của khách hàng, mấy anh em thả một cái đùng cái là vô là khách hàng quản hồn liền. Đó, báo giá là khách hàng là cỡ nào cũng làm hết, tại giờ mình chuyên nghiệp quá mà. Em nói thiệt, trong cái vấn đề mà làm ăn nhiều lúc có những cái là người ta cần cái bộ mặt chứ không phải là không có cần cái bộ mặt đâu. Nó ngộ vậy mấy anh ơi. Mấy anh em cầm nguyên một cái bộ Milky đi tới nhà khách hàng nó khác, mấy anh em cầm nguyên bộ Dewar nó khác. Anh em cầm một cái bộ khoan in cồ hay Toto gì đó thì nó lại khác nữa. Đó, nó là vậy, nó làm lên cái bộ mặt. Và anh em mình ví dụ như mình báo giá, ví dụ làm cái đó 1 triệu đi. Đó, cái thằng kia nó sử dụng máy khủng hơn, mà nhiều khi trình độ nó cũng không có bằng mấy anh em mình đó, nhưng mà nó báo giá 1.500.000 mà có khi người ta lại làm 1.500.000 nha. Ác gì đó, khổ lắm. Rồi, ok. Đế sạc thì em có bao la nơi trời, anh cần lấy nào có luôn nha. Đó, đế sạc nhanh siêu nhanh cũng có nè, nó DCB 118 nè. Cái sạc nhanh này bữa anh bán nhiều quên rất rồi. Ha. 900 hả? 900 mấy? 900.000 nè anh. Đó, sạc siêu nhanh luôn nè. Đó, con này á là sạc của nó là bao nhiêu là mấy ampe quên rồi. Sạc ví dụ sạc pin 2 chấm là 30 phút nè, sạc pin 6 ampe là 60 phút nè. Đó, sạc nhanh lắm. Đây, nó 8 ampe nè anh. Đó, DCB 118 là sạc 8 ampe. Còn anh muốn lấy mà 107 không là 107 này chậm lắm. À, có 115 nè. Để em lấy anh coi. DCB 115 đây nè. Nguyên thùng luôn. Đây, ha. Đó, DCB 115. Ủa mày 112 chứ. Thì 112 nó khác nữa ha. À đây, 112. Rẻ hơn. 115 nè. Đó, này là 115. Giá của nó là 4 ampe ha. Giá là 670.000. Đó, mua lẻ là 670.000, còn đi thêm mua theo bộ có giá 600.000 thôi ha. Rồi, pin thì có em có nhiều lắm ha, pin Blackvolt rồi gì cũng có nè, rồi pin 4A đời mới cũng có luôn ha. Pin này nó mỏng mà nó dày lắm anh. À. Các sắt tua cặm em hết anh. Sắt tua cặm giờ hết rồi. Nó pin 4A nó mới tin luôn ha. Bảo hành 1 năm. Pin 4A có Dewar, cái loại này là pin loại mỏng anh. À. Rồi, khoan DCB 999 còn nhiều lắm nha mấy anh em ha. À, anh nào em nào lấy thì nhắn tin cho em nha. Body bữa nay có sale sập sàn không Đức? Đang là sale là còn 3 triệu phải không? 3 triệu bữa nay sale 2.950 đi. Quất luôn. Đó rồi, chơi tới bến luôn. Rồi, ok, nguyên bộ luôn ha. Trời ơi, vô luôn. Có chỗ nào bán rẻ hơn 2.950 thì báo em nha. Em bán còn 2.900 luôn cho mấy anh em luôn. Nha. Đó, 4A đời mới luôn nè. Đó, trời ơi. Đúng rồi, không lẽ về chắc đổi tên đều quơ quá anh Hưng Hồ ha. Ông ơi, sắp tới là chắc em đổi nhiều thứ tên lắm. Ông mà không biết giờ không biết chọn tên gì. Anh em nào cho em xin cái tên coi. An Nguyễn Ryubi, An Power Tool hay là con khỉ khô gì cũng bây giờ mà trên mạng nó cũng quá trời luôn anh Hưng Hồ. Giờ đặt tên gì giờ anh? Không lẽ giờ bữa hai em đi coi thầy em đặt cái tên mới coi. Chứ đồ Ryubi giờ hết rồi. Sắp tới em cũng Ryubi mà chắc là Ryubi Kyocera hàng Nhật thôi anh. Dạ cái đó thì em đang cũng đang còn đang làm cái đó. Đó. Nào chất lượng làm thôi, nó chính hãng rồi các thứ. Mua bán kinh doanh có hóa đơn giấy tờ chứng từ đầy đủ nó cũng khỏe lắm anh. Đó, em giờ nói chung là bán nó chậm hơn đó nhưng mà thực ra vẫn khỏe, khỏe nhiều cái lắm về tinh thần về các thứ. Multi tool đa năng. Multi tool ha, công cụ đa năng. Học tên đó không chưa đã anh. Tên khác anh Nguyễn Akira. Tên gì mà nhật vô. Ujawa.
nhập vô. Ozawa Power Tool. Đấy. Rồi đều ơi 99 nha anh em ơi. Trời ơi. Đều ơi 999. Đó, bữa nay để cho anh em mình giá 2.950.000 luôn. Đó, coi có anh em nào chốt không nha. Bữa giờ bán được có 2 bộ anh em. Đó, còn tới 8 bộ lần bán chậm dưới ta. Hay là chỗ khác bán rẻ hơn nữa, có chỗ nào bán 2.500.000 không báo em cái coi. Em qua đó em mua luôn, em khỏi nhập luôn. Bà mơ ơi, thiệt khổ lắm anh ơi. Đó, vô bán đồ chính hãng khổ lắm. Tại vì ở cạnh tranh ai cũng có, nhiều người có. Và cái thứ hai nữa là nhiều khi ta không có mặt bằng nhà, ta không cần tốn tiền mặt bằng, ta ở nhà ta bán bộ khoan người ta lợi ích rồi cũng đủ rồi. Và cho xem khoan vặn vít đều quơ và thùng chứa gọn hai khoan, chết cha lấy loại nào giờ. Giờ chỉ có cái thùng này mà nó đang chứa cây 796 thôi. Đó, mà muốn cây vít thì nó lại là nó nằm rời anh ơi. Phải bỏ ngoài rồi, không gọn được hai thùng. Nó ví dụ nè, cái vít này là cái vít mà 850 mà bữa giờ là nó rất là đình đám mà nó rất là gọn, rất là nhẹ luôn ha, nhỏ gọn đòn cơ sở có lóng tay à. Đó, nó là một lóng tay như thế này à. Lực của nó là 200 Newton anh ha, máy rút led luôn. Có chỉnh cái ba cấp lực luôn, 1 2 3 luôn anh ha, đèn làm việc rồi các thứ luôn ngon lành lắm. Đó, giá chỉ có 2.400.000 thôi. Ví dụ như cái bộ này đang là 5 triệu nè, cộng với cái vít này nó là 7.400.000 ha, 7.400.000. Hàng mới trăm luôn. Mấy cái này là em trưng bày cho mấy anh em coi nha, em không có bán đâu, em chỉ lấy hàng nguyên hộp cho mấy anh thôi ha, vít rồi mấy cái máy mà hàng nguyên hộp thôi. Nó ship cho mấy anh em là mấy con máy mới nguyên hộp như thế này. Dạ in cổ chắc total chắc em không bán anh Nguyễn Akira, tại vì in cổ và total là bây giờ là tất cả các tỉnh thành đều có, tất cả các tỉnh thành ở đâu cũng có, nhiều khi người ta bước ra cái cửa nhà của người ta đó là cũng đã có rồi. Cho nên là riêng những cái phần đó chắc em không bán. Và em cũng muốn hướng tới một cái hàng mà nó chất lượng mà anh em. Em biết là Inco Total nó cũng có rất là nhiều sản phẩm chất lượng, giá rẻ đó, nhưng mà theo quan niệm của em là tiền nào của nấy anh, tiền nào của nấy nha đó. Mà sắp tới thì chắc em làm những cái dụng cụ của tool của Makita Boss đó, chứ em thà là ví dụ mình gặp khó khăn mình bán hàng nó chậm, nhưng mà em không bán in cầu với Toto, chỉ trừ trường hợp mà nó mình có một cái gì đó mà giá nó tốt anh. Dạ tại vì em cũng chưa biết nữa, quan điểm thì như vậy, nhưng mà nhiều khi in cầu Toto người ta cho mình cái giá chiết khấu tốt thì có khi cũng làm, nói chung là thương mại mà quan trọng là giá anh. Dạ ví dụ mà anh cầu Total cho giá tốt thì quất luôn vẫn được thôi anh, mà em thấy rẻ ghê mà anh, rẻ ghê. Cái máy mài mỹ nghệ có 500 mấy ngàn à, máy mài mỹ nghệ có đầy đủ mũi luôn, nó bảo hành 6 tháng rồi. Máy mài máy cắt luôn quá trời, đục bê tông có 2.000.000 cây ác đạn ghê không, mà quá đơn hình như không có đủ nên là em cũng vẫn sợ. Tại vì quá đơn của người ta 8% là 10% thì cái này người ta bên đó người ta xuất, hình như em nghe nói đại khái là như xuất có 50% giá trị đơn hàng à, nghe nói thôi chứ cũng chưa, tại vì em cũng chưa làm việc được với ai. Máy nén khí 50 lít rêu bi dầu, dạ cái đó còn anh ơi, cái đó cũng nhập khẩu anh. Này thì mắc lắm, này mắc quá, lâu lâu bán được con hai chứ như bởi như các góc Stanley này bữa giờ em bán được có đúng con à. Nói chung cũng chậm tại vì hàng mới chính hãng thì nhu cầu ít anh, còn ba máy đồ bãi thì nhiều. Rồi ok, anh em nào lấy gì thì nhắn tin em ha, cái chơi cả ba còn mấy con đây, 2, 4, 6 con, 7 con, 20 con mà còn 7 con. Máy đua xe, cái chơi cao 3, xịn sò, hút bụi cầm tay mini. Rồi, thôi chắc em tạm dừng like đây ha. Hút bụi Milwaukee em cũng còn nha. Hút bụi thùng Milwaukee nè, giá 2.000.000 nè. Rồi hút bụi ấm trà 1.200.000. Phù lông Ruby or Milwaukee. Cái bù lông này là 2962 lực 20 lực 800 mấy newton hay gì đây, làm thanh lý hết cái này dần xong, dọn hết mấy cái đồ bãi.
Rồi ok, thôi chắc em xin tạm dừng lại đây. Còn anh em nào lấy gì nữa không? À, lấy thì nhắn tin cho em ha. Hoặc là lấy thì em chụp hình em gửi Zalo luôn. Đó. Mấy quân chữa cháy này thì chắc lâu ạ. À. Chỉ có những anh em nào có thực sự có nhu cầu mới mua lắm. Chứ cũng rất là ít, chủ yếu là xưởng và nhà máy rồi các thứ thôi. Đó. Em thì em khoái. Thấy nó mà đẹp như thế này rồi khoái rồi. Rửa xe ưu di tồ hết anh ơi. Hết rửa xe ưu di tồ rồi. Sushi. Kiếm cái gì? Máy này thì không ai muốn nó hoạt động đâu anh. Một tháng ra kiểm tra thôi. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ nhiệt tình bên em ha. Em đi đóng hàng cho mấy anh em đây, ship mấy cái cắt cỏ, hàng hóa thì cũng còn nhiều, mà chủ yếu là hàng mới nhiều hơn là hàng bãi anh. Anh em nào cần nào thì cứ nhắn tin em ha. Nhớ tặng cho anh em chai nhớt nha. Ok. Nén khí ô di tồ cũng không có anh. Nén khí ô di tồ thì nó rẻ thiệt, nhưng mà motor cũng dây nhôm. Anh chơi con này dây đồng mà chạy im ru rồi cho nó ngon ha, bao bền anh luôn ha, bảo hành 1 năm luôn. Con này 24 lít nè, 2 bít tông nè, chạy im thật là im luôn. Giá chỉ có 3.8 triệu thôi ha, 3.8 triệu. Hàng chính hãng mà bảo hành 1 năm luôn. Linh phụ kiện là có đầy đủ luôn. Chỉ cần anh em mà đi điện bị là máy bị hư bị lỗi gì cứ alo là An Nguyễn có ngay nha. Còn cỡ như con ô di tồ đó thì alo chắc em cũng thua luôn. Chỉ có cách là chờ lấy con này đắp con kia. Đó, làm riết mà bao năm nay em trở nên nó quẩy. Ok. Con này chạy im lắm anh. Ha, đảm bảo là sử dụng hơi cũng nhanh nữa. Hơi nhanh hơn con ô di tồ luôn. Con này nó chỉ là có 1,3 ngựa thôi ha, 1,3 ngựa trong khi đó con ô di tồ nó là 2 ngựa thì nó sẽ tốn điện hơn con này. Nhưng mà con này riêng con này nó tới 2 bít tông lận. Nó nên là nó bơm rất là nhanh. Bơm rất là nhanh. Ruby 50 lít ha. Bữa em bán còn 2.5 triệu không bảo hành luôn. Tại vì con đó là motor dây nhôm. Em hình như em cũng còn vài con á. Có gì anh cứ nhắn tin đi rồi em coi em báo lại cho. Bán 2.5 triệu không bảo hành, cũng bán hết rồi. Có vài anh em chơi là không bảo hành luôn. Đó. Còn không thì ai gờ đi. Em đang bán 4.5 triệu con nè. Không bảo hành nè. Con này là 5.5 triệu không bảo hành nè. Đó, chơi gì không? Hay là muốn bảo hành thì cộng vô cho em 500 ngàn thôi. Còn mấy con AIG nè. Mấy con này là motor dây nhôm hết. Giờ mà ví dụ làm mấy con này mà bán nữa thì nó em phải bảo hành nó mà mất thời gian, lỡ nó cháy rồi phải chờ em lại không có đồ phụ tùng để thay thế cho anh em. Nên là em muốn bán đứt đuôi luôn. Đó, bán rẻ luôn. Đó. Anh em chỉ về test nhận ok hết rồi trả tiền. Đó, chơi vậy luôn, anh em chỉ cần đặt cọc. Đó. Bán không bảo hành luôn. Con này là bán 4.5 triệu nè. Nó 3 ngựa 2 bít tông ha. Con này là 2 bít tông cũng 3 ngựa nhưng mà chạy dây cua rồi. Đó. Này 6 triệu nè, kia 4.5 triệu. Con này là 12 triệu. Không bảo hành thì bán 11 triệu. Đó. Rồi ok, anh em nào lấy gì thì nhắn tin em hen. Còn con bầu cuốn nữa nè, bầu cuốn Ruby 5.5 triệu, cưa trượt AG lưỡi 254, con này sản xuất 2021 luôn ha, đẹp có đầy đủ phụ kiện luôn, 4.8 triệu. Thôi em xin dừng lại đây nha anh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Em cần nào có gì alo em. Dạ. Yeah.